sáu bà cháu đi qua bên nhà đó ngồi đợi chứ sao giờ, để cho nào hết tỉnh mới chạy về nhà. Đây là thức ăn vào sáng nay của cả gia đình gồm có 6 thành viên, một người ngoại với lại 3 người cháu sống trong một cái căn nhà mục nát, cô bác của anh chị. Bỏ đại chứ sao giờ, yêu cầu mình thoát thân được rồi chứ, chú mà lo đồ đạc nó kẻ cho rẻ đi, ướt thì rồi mình nó phơi lại đi chứ, sợ người quan trọng người. Số tiền nhận được đến thời điểm hiện tại là 140.079.000 đồng, 10 triệu, 679.000 đồng thì con gửi cô là 700 ha. Dạ. Vậy con xin phép luôn ha. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại nhà cô Chính cùng với lại 5 người cháu của mình, trong một cái căn nhà mới khá là khang trang. Ngày hôm nay cũng là một ngày khá là đẹp, đó là ngày mùng 9 tháng 10 âm lịch. Và Bùi Hồ cũng sẽ thực hiện một cái công việc, đó là bàn giao nhà cho cô Chính cùng với những người cháu của mình vô trong nhà mới ở. Và ngày hôm nay thì cũng được có được ý kiến của chính quyền địa phương, thì Bùi Hồ cũng xin thông qua hai cô bác quý chị. Là sự hiện diện của chị Tiến là phó chủ tịch xã Bình Phú. Dạ. Dạ. Thứ hai là chị Thoảng là chủ tịch mặt trận xã Bình Phú. Dạ. Và thứ ba là chú Thành, trưởng ban công tác mặt trận ấp Nguyệt Lãng C, xã Bình Phú. Dạ chú. Và thứ tư là chú Dũng, bí thư chi bộ ấp Nguyệt Lãng C, xã Bình Phú, cho một tràng pháo tay ha. Dạ. Đầu tiên thì cho con chân thành cảm ơn cô chú cũng như là chị đã nhìn cái thời gian quý báu để mà đến đây để thứ nhất là bàn giao nhà cho cô Chính để cho các cháu cũng như là cô có một cái nơi ở ổn định, và thứ hai là cũng thông qua với chính quyền địa phương của mình để cho chị cũng như là các chú ở đây có thể nắm bắt được về cái tình hình của cô ở thời điểm hiện tại. Thì thông qua với chị với cô và cũng như chính quyền địa phương của mình á, thì ngôi nhà của mình thì được cắt ở trên một cái nền cũ, bề ngang là 4m5, chiều dài là 12m. Lý do là trước đây cô cũng đã có được sự hỗ trợ của chính quyền là cắt cái nhà vệ sinh rồi, nên là nữ là mình sẽ cắt cái phần nhà lớn ở trên này thôi. Và ngôi nhà mình thì được xây dạng như là bán tiền chế, có nghĩa là phần ở dưới mình cũng sẽ dán gạch, đóng lao phong rồi xây lên 3 tấc để cho ngôi nhà này nó được hoàn thiện. Theo dự tính ban đầu á thì có nghĩa là em sẽ xây theo ủng hộ được bao nhiêu á thì cắt bao nhiêu. Nhưng mà qua thời gian khoảng hơn 10 ngày á thì cũng được sự chung tay góp sức của cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân, thì biết được cái hoàn cảnh của cô rất đáng thương, nên rất là nhiều cô bác quý anh chị đã cùng nhau để mà đồng hành với em cũng như là các anh thợ để cắt cho cô nhà như ngày hôm nay. Ngôi nhà của mình thì chạy dài là 12m, nhưng mà phần tôn đó đằng trước chạy thẳng ra tới nhà vệ sinh đằng sau nền cũ á 17m. Dạ dạ. Dạ thì tổng cái phần nền ngôi nhà là 54m2. Và ngôi nhà này thì tổng cái chi phí mà để cắt ngôi nhà là 127 triệu, trong đó thì 119 triệu là tiền gồm có phần sắt với lại phần hồ, và còn 8 triệu là tiền la phong, cũng đã đi điện đi nước đồ hết rồi. Và hôm nay thì cũng được sự chứng kiến của cô, của hai chú với lại của các chị đó, thì mời vào bên trong để tham quan ngôi nhà của cô ha. Đã đi cô Chính, đi yên tâm. Dạ. Dạ cái này là alu giả đá. Dạ. Dạ. Em xây cái phần ở này đó cũng được Mạnh Thường Quân góp ý, thì xây cuốn lên 3 tấc thì mình dán gạch lên đặng cho côn trùng nó không có vô á chị. Đó. Rồi cũng có mua nội thất rồi cho cô hết à. Dạ. Dạ. Đây là dư chuẩn luôn á, quá tuyệt vời rồi. Dạ, chị thấy ngôi nhà này có đẹp không? Quá đẹp rồi, luôn. Nhà ở hạnh phúc quá. Dạ, cô Chính mừng quá trời kìa.
mình cũng đang lấy cái mẫu này để mà xây dựng cho mấy cái căn của xã mình, cũng đang dạ. Mạnh Thường Quân đang xây dựng là cũng 6 căn á. Dạ. Là đang lấy cái biểu cái mẫu này. Đúng rồi, lấy vô cái giật mình luôn chứ. Đây đi chứ. À, thật ra thì đã xây được. Nhanh. Nhanh dạ. Mà lại đẹp. Mừng chứ, mừng đánh đổi dạ. Còn ngủ không có được dạ. Chứ mừng quá mừng luôn. Đó, dạ. Đó dạ. Thì nó sạch, đỡ bệnh bệnh. Dạ. Chị biết sao không, là các anh thợ nói như thế này nè. Làm ngôi nhà thì phải làm cái phần bê tông nó kiên cố. Thành thử là cái chi phí á, thì nó làm là các anh thợ phải đổ vô cái phần nền, phần bê tông. Thì hỏi anh là cái tuổi thọ của ngôi nhà nếu như mà ở bình thường thì khoảng hơn 40 năm. Đúng rồi. Nó không xé tường không ấy, chắc chắn. Mình đã xây cái phần gạch cái dưới này lên 3 tấc là mình không có sợ một tông. Dạ. Ở dưới có đà không mà. Có đà hết. Dạ có đà rồi đổ dĩ rồi dĩ sắt luôn, rồi đổ bê tông luôn, rồi sau đó mới cán hồ lên. Rồi sau đó là mới dán gạch lên. Dạ. Chọn nhà chọn gạch hay là thợ chọn mà đẹp quá vậy? Là tụi em là chọn luôn. Thông tin với chị là cô Chính không có dám chọn, cô Chính nói mấy chú cho ngôi nhà gì ở ngôi nhà đó. Dạ. Mà thời gian vừa qua cô bác anh chị là được sự ủng hộ của chính quyền địa phương nè, rồi cũng tạo điều kiện cho các anh em đến địa phương mình để mà thực hiện cùng nhau, để mà giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, như cô Chính tạo được mọi điều kiện cho các anh em làm nên thành thử cũng rất là vui. Dạ, nhà này có 2 phòng đó chị. Dạ. Nhìn đâu quá tốt mà tới tử này thế hả cô, đâu có cắt được con nhà. Dạ. Ngôi nhà này chị thấy cao ráo hơn không? Ăn còn có đủ để lo ăn. Dạ. Mát cái vậy là thoáng rồi. Dạ. Không gì là mát lắm á. Cũng đi điện được hết à chị, mấy anh đỡ cũng đi điện được hết. Dạ. Nhà có một mấy ngày là hay thì bởi nhanh tóc hành luôn. Nhanh mà chất lượng nhớ. Nhanh mà chất lượng à. Dạ. Cái tôn vậy nè, nó đẹp à, tôn bây giờ nó không giống như tôn của hồi 5-10 năm về trước. Bây giờ nó có mạ kẽm á chị. Thành thử là độ bền nó cũng cao. Chứ nó hồi lúc trước công nghệ khác, công nghệ nó không có mạ kẽm. Thành thử tuổi thọ cũng hơn 10 năm là tôn nó bị coi như xuống cấp mục hết à. Còn bây giờ đa số là mạ kẽm hết. Thành thử là rất là cao luôn. Nhà này đảm bảo không cần bê đồ lại, tại vì cái đứa nhỏ nó giết vô cũng không có được. Tôn nhà nó giết cũng đâu giết. Dạ. Tại có mấy đứa nhỏ nó quẩy cái thằng đó. Cô Chính thấy bữa nay hạnh phúc không? Hôm nay là có mấy chị rồi mấy chú đồ lại nè. Dạ, lại chúc mừng cho gia đình của mình. Dạ, rất hạnh phúc lắm chứ. Từ tại vì thấy đầy đủ các anh với các chị này, các chú với các chị này đến đây ủng hộ đó. Thì rất là mừng và hạnh phúc nữa đó, tại vì hồi nào tới giờ đâu có được nhà sang trang và ở đâu. Tới giờ có được Mạnh Thường Quân chúng ta giúp đỡ cho cháu bà cháu được cái nhà này ở cái yên lành, an lành, và cái giờ chỉ biết là lo dưỡng sức để cho nuôi cháu thôi. Cho hồi đó thì nhà dọt thì cũng hơi hồi hộp nhất là trời gió sợ sụp. Còn ở nhà trên thì nó dọt quá, không có đâu ai ở được đâu, ngủ được đâu. Nhà tôi lụng hết trơn rồi, thấy không, lúc mấy chú dở thôi, banh chành tét vét hết, không còn cái gì để sử dụng được hết trơn. Nhà mình cũng được xây dựng cũng lâu rồi. Lâu rồi, năm 2002. Mười mấy năm rồi. Quá đẹp rồi, quá đẹp rồi, coi như là 20 năm. Khỏi lo cái nhà nữa. Dạ, dạ, chị lo. Bây giờ cái thứ nhất là lo cho sức khỏe của mình. Dạ. Cái thứ hai là bây giờ gán chăm cho mấy đứa cháu, cho nó được đi học đến nơi đến chốn. Có con bé nó nghỉ học, năm sau cho học lại. Bé đó thì dạ. nó học nó hao đinh thao, nó nhức đầu không à. Năm năm sau cho học lại đi. Dạ. Bé nó không ấy đâu, tại vì nó hoàn cảnh khó khăn, nó lo cho chị đó, nên một là phần nó đó, nó năm sau dám em. Cố gắng lo cho dạ. nó đi học tiếp. Rồi hai đứa nhỏ tiếp theo dạ. thì năm sau tiếp tục sắp cho nó đến trường dạ. luôn. Hai thằng nhỏ sao sắp đồ, sang năm nó vô lớp 1 rồi đó. Dạ đúng rồi, năm sau cho nó vô lớp 1. À, thông tin với lại tất cả các cô chú anh chị quý Mạnh Thường Quân, quý nhà hảo tâm á, thì cũng được sự đề xuất của hai chú thì ở quản lý ở cái app này. Thì sáng ngày hôm nay thì trước khi quay đoạn clip này thì Bùi Hồ cũng nhận được một cái tin khá là vui cho cô Chính từ chị Thoảng với lại chị Tiến. Ở đây thì chị có thể thông tin với lại tất cả Mạnh Thường Quân để biết rằng là sau khi có ngôi nhà thì cô không còn phải là sống cảnh thiếu thốn. Có nhiều người nghĩ rằng là có ngôi nhà thì sau này ăn uống sao, nhưng mà ngày hôm nay nhận được một cái tin khá là vui, chị có thể thông báo cho tất cả cô chú anh chị biết để cùng chung vui cái niềm vui này ha.
Dạ, để em lấy cái mic đưa vào chị cầm thì cho nó dạ. Dạ, dạ chị cầm cũng được. Dạ. Thôi, cũng trước tiên thì cũng cảm ơn anh. Dạ. Cũng đại diện cho quý mạnh thường quân trong và ngoài nước đã có sự quan tâm giúp đỡ cho bà con nghèo. Trong đó thì có cô Sương là cái hộ cận nghèo của xã. Thì cô Sương thì như quý cô bác quý mạnh thường quân cũng biết rồi, thì hoàn cảnh của cô Sương thì rất là khó khăn. Thì hiện nay cô Sương bị bệnh ung thư và phải nuôi 5 đứa cháu. Do đó là cái điều kiện khó khăn. Thì bên cạnh đó thì chỗ về phía xã cũng thấy được cái hoàn cảnh này, thì nó đúng hơn là cũng vận động quý mạnh thường quân cũng như là về phía nhà nước, thì trong về phía cấp ủy đảng cũng quan tâm. Thì về phía xã chúng tôi thì cũng đã vận động về phía tỉnh, thì chỗ mặt trận tỉnh thì cũng hỗ trợ cho cô là 40 triệu để mà hỗ trợ hoàn thiện cái căn nhà. Thì ban đầu mình cũng dự kiến là mình kết nối với chỗ kênh của mình để mà xây dựng cho cô cái căn nhà nó hoàn thiện hơn, cơ bản hơn. Như dự kiến là nếu mà phải mà kịp thời thì mình lên tường luôn cho cô luôn. Nhưng mà do thì mình cũng hơi chậm, nguồn kinh phí đưa về hơi chậm nên là mình kết nối chưa kịp. Thì trong thời gian tới thì mình cũng dự kiến là cái số tiền mà nhà nước hỗ trợ thì mình cũng sẽ là hoàn thiện thêm cái phần bên ngoài cho cô. Cũng như làm cái lan can bên ngoài cho nó rộng rãi chút nữa cho các cháu là sinh hoạt, học hành đâu mình ở phía trước cho nó rộng rãi. Là cái phần đó. Và cái phần còn lại dư thì mình cũng sẽ hỗ trợ cho cô. Hiện nay cô cũng còn đang thiếu nợ ngân hàng, thì sẽ hỗ trợ cho cô hết phần đó. Là trong cái phần hỗ trợ của nhà nước là 40 triệu. Bên cạnh đó thì chỗ mình cũng là dự kiến ở bên xã thì cũng có vận động mạnh thường quân thì cũng hỗ trợ gạo rồi tiền mặt cho cô. Thì trong thời gian mà bệnh thì từ trước đến nay thì cũng khá khá, nhưng mà chỉ đảm bảo cho cái cuộc sống hàng ngày thôi chứ không có nhiều. Và mình cũng có vận động kết nối với cái đoàn bác sĩ Tâm Việt của thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm qua thì mình cũng mới vừa mở cho cô cái sổ tiết kiệm là khám chữa bệnh cho cô là 30 triệu. Hôm qua là mới giao cho cô. Và cũng báo luôn với quý mạnh thường quân cũng mừng cho cô là đoàn bác sĩ Tâm Việt cũng là hứa là tại vì chỗ đoàn thì cũng có cái chương trình là hỗ trợ các cái hoàn cảnh ung thư khó khăn á. Thì người ta sẽ hỗ trợ cái phần thuốc uống cho cô. Thuốc uống cho cô là hôm qua thì gửi thuốc cho cô rồi. Thì uống cũng chắc cũng vài tháng, thì nếu mà hết thì đoàn cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ tiếp cho cô. Đó thì nó đúng hơn thì trước mắt thì chỗ hoàn cảnh của cô thì về trước mắt thì cũng ổn, nhưng mà cũng báo cáo với chỗ quý mạnh thường quân là để đảm bảo cho cái cuộc sống của cô trong cái thời gian tới thì hàng ngày đó về sinh hoạt hàng ngày ăn uống rồi nói chứ cũng rất là cần sự chung tay chia sẻ của quý mạnh thường quân trong và ngoài nước để mà giúp cho cô và các cháu có cuộc sống đầy đủ hơn. Tại vì cô hiện nay là không còn lao động nữa, mà các cháu thì bây giờ là nhỏ không à. Nhỏ là trong cái tuổi ăn chơi chơi với ăn học chứ không có lao động được. Thì do đó là cũng rất là mong được sự hỗ trợ giúp đỡ của quý mạnh thường quân, thì có thể là cùng địa phương để mà chung tay thì giúp đỡ cho hoàn cảnh của cô là nói riêng, rồi những cái hoàn cảnh khác nữa nếu mà có điều kiện, những hoàn cảnh khác. Tại vì mình ở đây thì cũng còn rất là nhiều những hoàn cảnh khó khăn. Cuối lời thì cũng kính chúc quý mạnh thường quân trong và ngoài nước, và đặc biệt kênh của anh Bùi Hồ luôn luôn được nhiều sự ủng hộ của quý mạnh thường quân để chia sẻ nhiều hơn nữa cho những hoàn cảnh khó khăn. Cuối lời kính chúc cả nhà mình luôn luôn là mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Xin hết. Dạ, quá hay luôn. Dạ, một lần nữa thì em xin chân thành cảm ơn bên chính quyền xã của mình đã đến đây để mà cho em chứng kiến cho em bàn giao ngôi nhà của cô Chính. Chắc có lẽ là đây là một tin khá là mừng khi mà cô vừa có sổ tiết kiệm nè, vừa có được chính quyền hỗ trợ luôn cái phần 40 triệu kia để làm cái hàng ba đằng trước nữa. Không những là có được nhà ở mà có được cái tiền khám bệnh, có được sổ tiết kiệm. Như vậy thì cô Chính phải nói rất may mắn. Thì ngày hôm nay thì cũng có bên
chính quyền của đại diện của bên ấp á, thì chắc con nhờ các chú để mà đại diện để nói một lời nào với cô cũng như này. Dạ không ạ. Dạ kính thưa các đồng chí lãnh đạo xã, kính thưa anh Tâm, kênh YouTube Bùi Hồ, thì hôm nay được chứng kiến rất là vui, địa phương rất là vui và xúc động nhận được một cái căn nhà mà do kênh YouTube Bùi Hồ đã kết nối vận động các mạnh thường quân trong nhà bài nước. Thì thay mặt địa phương không biết nói gì hơn là xin chân thành cảm ơn các kênh YouTube Bùi Hồ cho tôi chuyển lời cảm ơn chân thành đến các nhà tài trợ trong nhà ngoài nước. Và cũng mong rằng sau này nếu có dịp thì trở lại địa phương chúng tôi, bị địa phương tôi cũng còn nhiều cái hoàn cảnh cũng rất là khó khăn. Thì một lần nữa xin kính chúc kênh YouTube Bùi Hồ và các anh Tâm được dồi dào sức khỏe trong công việc luôn thành công. Dạ cảm ơn rất là nhiều luôn, cảm ơn hai chú, cảm ơn chị ha. Bây giờ thì chắc có lẽ là thời gian khi mà bàn giao này thì em cũng sẽ công bố danh sách số tiền mạnh thường quân ủng hộ cho cô, các nhà chi phí bao nhiêu, còn lại bao nhiêu, và sẽ thông qua với chính quyền của mình mời cô hai chú với lại chị để mà dùng nước đi, hai chị với lại cho em với lại hai chú cho con công bố cái danh sách số tiền mạnh thường quân ủng hộ cho gia đình của cô Chính cùng với lại năm người cháu ha. Dạ thứ nhất là anh Dũng, chị Liên ở Úc là 4 triệu đồng. Thứ hai là chị Annie ở Úc là 20 triệu đồng. Thứ ba là chị Bội ở Úc là 5 triệu đồng. Thứ tư là chị giấu tên ở Mỹ 200 USD tương ứng với 4 triệu 880 nghìn đồng. Thời điểm hiện tại thì 100 USD đổi lại được là 2 triệu 440 nghìn đồng. Thứ năm là cô Julie Hoàng ở Mỹ là 2.800 đô tương ứng với 68 triệu 320 nghìn đồng. Thứ sáu là chị Duyên ở Úc là 3 triệu 120 nghìn đồng. Thứ bảy là chị Hương Nguyễn ở Mỹ là 1 triệu. Thứ 8 là chị My ở Mỹ là 50 đô, chị Linh Nguyễn ở Mỹ là 50 đô, chị Bích Phương ở Mỹ là 100 đô, chị Hana ở Mỹ là 200 đô, chị Nhung ở Mỹ là 50 đô, chị Nancy ở Mỹ là 50 đô, chị Lan ở Mỹ là 50 đô, chị Ngân ở Mỹ là 50 đô, chị Chi ở Mỹ là 50 đô, chị Mai ở Mỹ là 50 đô, em Châu là 400 nghìn đồng, em Đặng Thị Kim Ngân ở Hồng Ngự Đồng Tháp là 500 nghìn đồng, chị Dung ở quận 4 Sài Gòn là 500 nghìn đồng, chị Nina Lê là 200 USD tương ứng với 4 triệu 880 nghìn đồng, Hoàng Hiếu là 700 nghìn đồng, anh Vũ và chị Thì là thợ sắt ở Thanh Bình Đồng Tháp của em á cũng ủng hộ 1 triệu đồng, một chị giấu tên ở Úc là 2 triệu 010 nghìn đồng. Chị Thí Nguyễn ở Mỹ là 200 USD tương ứng 4 triệu 880 nghìn đồng. Trích quỹ của chú Kevin Trần ở Mỹ là 3 triệu 600 nghìn đồng để mình mua, gồm có mùng mền, rồi nệm với lại bếp ga, với lại một cái bàn để bếp ga. Thì tổng cộng số tiền nhận được đến thời điểm hiện tại là 140 triệu 079 nghìn đồng. Đó là tổng số tiền quý mạnh thường quân ủng hộ là 140 triệu 079 nghìn đồng. Và chắc có lẽ là bây giờ thì em sẽ thông tin với lại hai chị với lại hai chú cũng như là quý mạnh thường quân về cái số tiền chi ra. Thì một là anh Vũ thợ sắt là cái tiền làm tiền chế là 58 triệu đồng. Thứ hai là anh Hợp làm phần hồ là 61 triệu. Thứ ba là cái bếp, thứ ba là cái la phong là 8 triệu đồng. Thứ tư là cái bếp ga gồm có bình dây quan luôn là 1 triệu 3. Giường, tủ, giường rồi nệm là 2 triệu 300 nghìn đồng, gồm có gói mền nội luôn đó cô Chính. Tổng nhận là 140 triệu 079 nghìn đồng. Thì trong đó chi ra là 130 triệu 600 nghìn đồng. Thì còn lại là 9 triệu 479 nghìn đồng. Trong khi đó kênh anh Một Đồng, kênh anh Một Đồng cũng có ủng hộ từ hai mạnh thường quân. Đó là anh Duy ở Hồ Chí Minh là 200 nghìn đồng. Anh Phan Văn Thuộc ở Đồng Tháp là 1 triệu đồng. Là tổng cộng kênh của anh Một Đồng là 1 triệu 200 nghìn đồng. Số tiền kênh của Bùi Hồ của em là còn lại là 9 triệu 479 nghìn đồng. Cộng thêm số tiền của kênh anh Một Đồng là 1 triệu 200 nghìn đồng. Thì tổng số tiền cô sẽ nhận được là 10 còn lại đến thời điểm hiện tại. Để cho cô có thể xoay sở rồi trị bệnh hay là như thế nào đó. Để cho lo cho các bé đi học rồi luôn. Là 10 triệu 679 nghìn đồng. Trong khi đó trong thời gian vừa qua thì cũng thông tin với cô bác quý anh chị có sự
hỗ trợ của cô cho các anh thợ, đó là bà Mã Xuyến ở Mỹ, có hỗ trợ hai lần là 400 đô cho các anh thợ, thì em cũng đã gửi cho các anh thợ để cho các anh làm động lực để các anh đi xa như thế này nè, là tương ứng với 9.760.000 đồng. Thì bà đã gửi là hai đợt, một đợt 300 với một đợt 100, thì em cũng đã gửi hết rồi. Vậy thì số tiền hiện tại còn lại là 10.679.000 đồng là tiền mặt để mà bàn giao cho cô trong ngày hôm nay. Dạ. Có giờ mới bây giờ được tiền nữa, quá hạnh phúc. Dạ, chị Tiến có muốn nói lời nào hả? Thôi, được rồi, cũng cảm ơn. Dạ. 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 Em sẽ thay mặt Mạnh Thường Quân để mà gửi tiền cho cô. Vừa có nhà mới, vừa có tiền, rồi thêm tin vui nó quá trời hạnh phúc luôn rồi. Là 10.679.000 đồng ha. Con sẽ gửi cho cô ha. 1 triệu. Quá hạnh phúc. 2 triệu. 3 triệu. Dính ra phần mua cái bàn thờ về thờ ông bà nữa. 6 triệu. 7 triệu. Mua cái rèm đẹp đẹp 8 triệu. 9 triệu. 10 triệu. 679.000 đồng thì con gửi cô là 700. Ha. Dạ. Dạ, cô có muốn nói lời nào với quý Mạnh Thường Quân không? Là cũng có lời, đôi lời cảm ơn các Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho sáu bà cháu tôi vượt qua những lúc này đang cực khó khăn, thì cái đang có tiền để mua thuốc trị bệnh, uống để nửa mình khỏe, để lo chăm sóc năm đứa cháu nữa. Năm đứa cháu nó còn ngây thơ, nó chưa biết lo gì hết trơn. Thì khi có được số tiền này tôi rất mừng lắm, mà để nữa là để tranh thủ uống thuốc này, để cái cho nó đi ăn học á. Tại vì nó còn nhỏ nhỏ đó chứ, nó còn nếu mà không có ăn học nữa lớn nó không có dốt chữ, tội nghiệp nó đi ra đường đi làm kiếm chuyện làm gì cũng không được. Tại bây giờ người ta cần nhất là có biết chữ để làm gì, cũng đi vô làm công ty hoặc là làm thì cái gì đó mình cũng không biết nữa, ta phải có biết chữ chứ. Giờ như con tôi hồi đó tôi khổ, đâu có đứa nào đi học được đâu. Thì chỉ chờ nó chọn là giúp việc nhà, thì cái giúp việc nhà thì cái chỗ ta dễ, chỗ ta khó. Thì tới giờ suy nghĩ lại, giờ có được số tiền này nè, lo cho hiện tại trước mắt lo cho hai đứa nó còn đi học kìa. Chỉ lo hai thằng nhỏ nhỏ nữa, ba thằng nhỏ nhỏ nữa. Còn một cháu nó nghỉ học năm tới cho đi học lại. Dạ, bằng cách phải cho đi học lại. Dạ. Cô Chính á, nói lời cảm ơn đối với chính quyền địa phương của mình. Dạ. Đã tạo tất cả mọi điều kiện để cho cháu của mình đi học. Dạ. Cho mình có được ngôi nhà và thậm chí là chữa bệnh á. Tại vì 6 thành viên trong gia đình không có ai lao động được hết á. Mà chính quyền địa phương quá quan tâm ủng hộ như thế này là điều rất là tuyệt vời. Cô nói một lời ủng hộ đến các chú. Cũng xin cảm ơn anh Dũng và chị Thỏ và chị Mai vậy. Tất cả các chú Thành là chính quyền địa phương trong ấp và ngoài xã có điều kiện giúp đỡ cho tôi 5-6 bà cháu tôi, cho cô kịp thời đang giờ bằng rất là khó khăn. Giờ có số tiền để lo cho nó đi ăn học về cái tôi thuốc trị bệnh. Giờ cái chị biết nói gì giờ chị cứ biết lời cảm ơn rồi thôi. Dạ. Thì tôi cũng là tiếng Việt cũng ít rành lắm, tại vì ở đây đâu có ai tiếng Việt đâu. Dạ, theo như chia sẻ của nấu rồi cô chú Dũng là trong cái ấp của mình là khoảng 200 hộ, là cô chú là người Khmer hả? 300 hộ. Ờ, cũng đông ha. Dạ. 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 Chứ 70 trăm á. Này là người dân tộc Khmer không ạ? À. Người kinh chỉ có 30 à? Điều kiện kinh tế thì làm ăn cũng khó khăn lắm. Dạ. Thì thấy học hồi xưa ít có học. Dạ, ngày xưa ít có đến trường được. Làm thuê không à, chứ không được làm gì cao hơn để có tiền, có thu nhập để lên cho cuộc sống. Từ 2021 trở về trước là ấp đặc biệt khó khăn. Dạ. Ấp nghèo á, gọi là dạ. Ấp nghèo. Nghèo của Trung ương. Ngày hôm nay là cô Chính là thoát nghèo rồi. Lên giàu rồi. Cũng tính theo nguồn thu nhập. Dạ. Chứ nguồn thu nhập chưa có cũng vậy, còn là không nghèo. Dạ. Thằng cáo tôi có bữa nào, đêm nào nó có nói nhà mình giàu ở ngoài. Ờ, giàu nhà chứ có. Chứ được nhà gì mừng lắm, mấy đứa nhỏ. Nó mừng á chị, nó mừng lắm đó. Tối hả? Rất kìa, tối khoảng giờ đó đẹp mắt rồi, đặt kiếm, thằng kiếm cái mền, thằng kiếm cái gối, nó ôm vô, thấy nó cũng mệt nữa. Rồi nó nói, ngoại ngủ phòng nào, nói giờ tụi mày chọn phòng nào, chọn đây, ngoại chọn phòng nào, nhiều khi ngoại ngủ phòng cách không được, nó không ngủ phòng đó, ông mũi nó không cách. Nhất là thằng dậu đó, nó nói chuyện nhiều với cái thằng đó phá nó có.
Dạ. Rồi con cảm ơn cô Chính, chúc cô Chính luôn có sức khỏe dồi dào ha. Thì ngày hôm nay á thì em là dân địa phương khác ở Đồng Tháp. Nhưng mà cũng may mắn là có duyên lành để mà đến đây cũng biết được cái hoàn cảnh của cô Chính thông qua chính quyền địa phương của mình. Thì cũng cảm ơn các chị cũng như là các chú cũng như là bên chính quyền đoàn thể đã tạo điều kiện cho em cùng với các anh thợ những ngày lưu trú ở đây đó có điều kiện thuận lợi để mà tụi em có thể kết nối với mạnh thường quân, với nhà hảo tâm để mà cất cho cô được căn nhà. Hôm nay thì nhận được thêm tin vui nữa, không có gì vui bằng luôn á. Nên thành nữ là cảm ơn hai chú, cảm ơn hai chị rất là nhiều. Và cũng không làm mất cái thời gian quý báu của hai chị cũng như là hai chú nữa. Thì cho con cho em gửi lời chúc sức khỏe đến gia đình của hai chú cũng như là hai chị, cũng như là gửi lời thăm hỏi đến gia đình của mình, chúc sức khỏe, an lạc, thành công, và đặc biệt là càng ngày càng hộ của những cái hộ trong mình càng ngày càng sẽ được thoát nghèo và để vươn lên thành giảm nghèo và thành dạ cảm ơn rất là nhiều, cảm ơn hai chị và cảm ơn hai chú. Dạ. Cũng một lần nữa thay mặt địa phương xin chân thành cảm ơn. Dạ. Kênh YouTube Bờ Hồ lặn lội từ xa đó, Đồng Tháp mà bây giờ xuống tới đây nữa rồi, quá quý ha. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Dạ con muốn nghe chú Thành nói. Dạ chú có lời phát biểu chú. Cũng là kính thưa là anh cô Thoản với chị Tiến, ủy ban xã với anh Trúc An Tâm với ông Bùi Hồ cũng là có lòng hảo tâm đến giúp đỡ cho bà con ở trong ấp mình. Đây là ấp xe là ấp là khó khăn nên là dân ấp xe còn rất là khó khăn, như giúp đỡ cho cô Sương này được một căn nhà mấy được cho một mái ấm, giúp đỡ cho con cháu được học hành và đang cố gắng làm ăn được khá giả, từ nay đến sau này cũng là nhờ giúp đỡ của các mạnh thường quân, cũng giúp đỡ nhiều như cái giúp nên lo làm ăn xin xin kính xin nhắc nhở đến cô Sương ráng cố gắng làm ăn là cho con học hành tới nơi tới chốn rồi được học hành được tới nơi tới chốn được từ đây cũng là làm ăn đến khá giả rồi tương lai này cũng là gia đình cũng là đạt gia đình văn hóa nông thôn mới, là xin kính chúc là các anh Bùi Hồ với anh Tâm với ủy ban xã xin kính chúc là được giúp đỡ cho hộ trong nông dân ấp ở nhân dân ấp này cũng được làm ăn với một nhà máy ấm, là xin kính chúc anh Bùi Hồ với anh Tâm với ủy ban xã là một được dồi dào sức khỏe và thành công tốt đẹp trong công việc, xin hết. Dạ, dạ con cảm ơn chú rất là nhiều, cảm ơn hai chị, chúc hai chị và hai chú sức khỏe dồi dào. Và chắc có lẽ là con sẽ vừa hồi xin chân thành cảm ơn một lần nữa quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm cũng kết thúc clip ở đây, tại vì các chú ở đây cũng có khá là nhiều công việc, ngày hôm nay phải nói dính thời gian rất là quý báu của mình để đến đây dự một cái lễ bàn giao như thế này. Dạ.